đằng này là thế nào? Đường kia là từ đấy mình vào. À đường qua đấy, à đấy đấy chúng ta vào đi. Chỗ này kê cái bắc cái võng đầy ngủ kìa. Hả? Đó. Chỗ này mắc cái võng để ngủ. Người ta đi cả đêm chứ? Đêm mai đi. Đố vẫn đuổi được mà. Đố vẫn đuổi được mà. Để cho chơi kẹo mút. Không quay. Không rơi, không rơi. Không rơi, bỏ thế này. Công chú quay điện thoại rồi, rồi rơi điện thoại rồi chú khóc đấy. Là quay 12 giờ kém thì cùng quay nó gì à, điện thoại đẹp, bố điện thoại đẹp đấy, nó vọt cái thiếu đấy. Ơ nhân ạ, à ơ lợn con, ơ thím cháu nhân không cười nữa à, sáng rồi à, hôm nay móc cua này, có cua có cua nhỉ, có cả da đấy. Đây không có người bắt là nó không chẳng mốt chứ. Bắt được rồi. Nhưng mà đi nữa. Cả thân làm tũng ấy, thật nhỉ, đấy là mà, nhỉ mà. Đuổi kịp rồi. Chân đuổi kịp rồi. Bà là chồng biết đâu. Chồng biết đâu. Đây. Đi đây gọi cho. Ăn mấy cái. Mua đâu mà có. Cái túi nào nhỉ, hôm qua bà có mấy cái bánh kẹo không á? Đây có bánh kẹo. Túi này lại để lại rồi. Sao ơi, giờ này bà mình ăn hết rồi thì đẩy cho hai tiền đấy cả. Rồi. 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 Thích, thử ăn xem có thích không? Ô Vân ơi, nhưng mà túi kẹo mút em nhân lại cầm rồi, thôi cho lọ nhá. Cho lọ nhá. Nhìn mặt hàng mới ăn không có thích không? Phải không? Không. Không thích đâu. Cái này cứ một cái này nó cũng